Thưa quý vị, hiện nay nhiều gia đình, nhất là các gia đình ở đô thị, lựa chọn sinh một con để có thể nuôi dạy con tốt nhất, đầy đủ nhất. Xu hướng sinh một con đã khiến số con trung bình tại nhiều địa phương thấp hơn mức chuẩn, đặc biệt là ở các đô thị. Các chuyên gia về dân số lo ngại tỷ lệ sinh con ở Việt Nam ngày càng giảm, dẫn đến nguy cơ già hóa dân số. Chị Phạm Thị Mỹ Duyên và anh Hoàng Hữu Định ở phường 12, thành phố Vũng Tàu, làm nghề buôn bán, có một con trai duy nhất, năm nay đã 15 tuổi. Những năm trước, do kinh tế khó khăn, vợ chồng phải tằn tiện mới đủ trang trải chi phí nuôi một đứa con. Chính vì vậy mà cả hai quyết định sẽ không sinh thêm đứa thứ hai. Sinh một cháu bởi vì em muốn cho cháu nó ăn học cho tới nơi tới chốn, và mình cố gắng mình đầu tư sau này cho cháu nó ổn định hơn. Bây giờ nói chung cuộc sống mình nó cũng được thoải mái hơn trước, nhưng mà hai vợ chồng cũng nhất trí là cũng không sinh thêm nữa, bởi vì giờ cái tuổi mình cũng cao rồi, thứ hai nữa là bé nó giờ nó cũng lớn rồi, giờ hai vợ chồng mới tập trung chăm cháu và nuôi dạy cho cháu nó tốt hơn. Xu hướng sinh một con đang diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là những thành phố lớn. Quan điểm này mới mẻ nhưng đã ngấm ngầm chảy trong một bộ phận phụ nữ hiện đại. Dạo quanh một số diễn đàn, hội nhóm trên mạng xã hội, chủ đề sinh con đẻ cái luôn được cộng đồng chị em phụ nữ quan tâm. Lúc trước là chị cũng làm công tác phụ nữ, đi vận động bà con rất là khó. Nhiều người ta nói là trời xanh voi xanh cỏ đó, nhưng mà bây giờ là dân trí người ta cao và cái đời sống kinh tế người ta càng ngày càng cao, nó đòi hỏi rất là nhiều, cho nên nó là tự người ta ý thức, người ta là không muốn sinh con. Điển hình như bây giờ nhỏ con gái cô nè, nó sanh có một đứa à, nó cũng đâu muốn sanh nữa đâu, tại vì nó muốn đầu tư cho con nó ăn học đến nơi đến chốn. Hiện nay đấy, người phụ nữ thì người ta cũng chỉ muốn là sinh một con thôi, nên người ta muốn dành cái thời gian để cho con cái nhiều hơn. Về kinh tế thì hai vợ chồng cùng làm công nhân mà lương thì rất là ít, mà bây giờ nếu như mà sanh con ra đấy thì phải nghỉ ít nhất là phải 6 tháng nuôi con, và một mình người chồng mà để nuôi con ấy thì cái kinh tế một mình chồng nuôi con thì không có đủ. Hiện nay đấy thì người phụ nữ cần có những cái công việc ngoài xã hội nhiều hơn để mà hoàn thành và để đạt được những cái công việc mà mình mong muốn ấy, thì mình phải cần có cái thời gian và kinh tế để mình hoàn thành cái công việc đó. Nếu như mà áp lực công việc quá mà còn sinh con nhỏ nữa thì không thể nào mà hoàn thành được cái công việc đó. Áp lực kinh tế, điều kiện chăm sóc trẻ khó khăn, tính chất công việc là những lý do khiến cho nhiều cặp vợ chồng chọn sinh một con để có thể chăm lo cho đứa trẻ tốt nhất. Mặt khác, cũng có thời gian chăm sóc bản thân. Ngoài ra còn một nguyên nhân khác là hiện nay có không ít phụ nữ mong muốn sinh con nhưng không được, vì tỷ lệ vô sinh nguyên phát và thứ phát có xu hướng gia tăng. Mục tiêu của cái chương trình dân số kết hóa đình là làm sao cho mỗi cặp vợ chồng chúng ta sinh cái đứa con nó đạt cái mức sinh thay thế. Mức sinh thay thế được định nghĩa đó là cái mức sinh lý tưởng khi một cặp vợ chồng sinh hai người con, một trai một gái, để thay thế mình khi mình qua đời. Và như vậy thì chúng ta sẽ có một cái dân số ổn định và không tăng không giảm. Và trong thời gian vừa qua, cái công tác kế hóa đình nó thực hiện đạt nhiều cái hiệu quả, và chính cái thành công của công tác kế hóa đình đã giúp cho cái người dân chúng ta giảm bớt được các cái tình trạng nạo phá thai, và dẫn tới chúng ta có quyết định được số lần sinh con của từng cặp vợ chồng, và từ đó chúng ta nuôi dạy con tốt. Công tác tuyên truyền giáo dục dân số đã có bước đột phá về nội dung và hình thức tuyên truyền sinh động, thiết thực. Người dân nhận thức được tầm quan trọng của việc sinh con ít để nuôi dạy con tốt, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Tuy nhiên, xu hướng chỉ sinh một con gia tăng làm nảy sinh vấn đề mức sinh thay thế không được bảo đảm. Xu hướng giảm sinh rõ nét nhất tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Đông Nam Bộ. Số con trung bình của các cặp vợ chồng ở khu vực này từ 1,42 đến 1,9 con.
thấp hơn so với mức sinh thay thế 2,1 con. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số con trung bình mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ cũng đã giảm mạnh từ 3,72 con năm 1994 xuống còn 1,52 con năm 2018, quá thấp so với mức sinh thay thế 2,1 con. Tỷ lệ sinh giảm có nghĩa là phần trăm dân số người trong độ tuổi lao động cũng sẽ giảm hẳn trong tương lai gần. Và Việt Nam ngày càng giảm dẫn đến nguy cơ già hóa dân số. Hiện nay cả nước có khoảng 10,1 triệu người cao tuổi, chiếm 11% dân số. Dự báo đến năm 2030, tỷ trọng người cao tuổi Việt Nam chiếm 17% và năm 2050 là 25% dân số. Ngoài ra, tỷ lệ người cao tuổi tại Việt Nam gia tăng nhanh, song chất lượng cuộc sống của nhiều người cao tuổi đang gặp nhiều khó khăn. Gần 70% người cao tuổi Việt Nam không có tích lũy vật chất, 72% người cao tuổi sống cùng con cháu. Tập quán này mang lại nhiều lợi ích cho người cao tuổi. Tuy nhiên, xu hướng gia đình truyền thống ở nước ta đang dần chuyển sang gia đình hạt nhân, khiến nhiều người cao tuổi trở nên cô đơn. Đó là chưa kể, do điều kiện kinh tế khó khăn, một bộ phận người trẻ không đủ khả năng nuôi dưỡng cha mẹ già, thậm chí xem người cao tuổi là gánh nặng kinh tế. Khi chúng ta thực hiện cái mức sinh thấp thì số con nó sẽ ít lại và cái thời kỳ dân số vàng chúng ta sẽ ngắn lại. Do vậy thì trong cái giai đoạn tới, cái chương trình dân số kết hóa đình trước đây là mỗi cặp vợ chồng chúng ta chỉ sinh từ 1 đến 2 con để nuôi dạy cho tốt. Thì hiện nay công tác dân số kết hóa đình đã thay đổi cái khẩu hiệu đó và vận động cho mỗi cặp vợ chồng ta nên sinh đủ 2 con để nuôi dạy cho tốt. Điều này để giúp cho chúng ta vừa có cái dân số ổn định không tăng lên và cũng không giảm xuống, và đồng thời kéo dài cái thời gian dân số vàng, thời kỳ dân số vàng cho cái Việt Nam chúng ta để phát triển tốt hơn. Để nâng cao chất lượng dân số, chiến lược dân số sức khỏe sinh sản của Bà Rịa Vũng Tàu hiện nay tập trung vào việc duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên. Đồng thời, chủ động thích ứng với già hóa dân số bằng các chính sách chăm lo sức khỏe, y tế, nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi. Thay đổi thông điệp truyền thông để thay đổi nhận thức cho người dân nhằm giải quyết tốt những vấn đề cơ cấu dân số, nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là mục tiêu của ngành dân số. Chương trình Đời sống văn hóa và gia đình kỳ này đến đây xin tạm dừng. Chương trình được phát sóng lúc 17 giờ 50 phút thứ Bảy, tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng. Mời quý vị đón theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.